Ê con rén kia, sao dạo này mà chụp hình lừa tình thế nhỉ? Xin lỗi nha, mình không có quen bạn. Mà hình mình thì có sao để vậy, không có chụp hình lừa từng ai làm chi. Ôi, sorry bạn nhé em. Tại bạn giống bạn mình quá nên mình nhầm. Sorry rất là nhiều nha. Thôi không sao, không biết thì không trách được bạn. Nó đây, nơi cô đã từng có nhiều cảm xúc, nhiều nước mắt, nhiều những cuộc chia ly của bạn bè. Nhưng sao không lần nào giống lần này cả. Cái quái gì đang chảy ra trong ngực bỗng chốc nhanh hơn mức bình thường, khiến cô bồi hồi, xuyến sao. Cô đã từng muốn thời gian trôi nhanh, nhưng bây giờ lại muốn nó chậm lại, thật chậm, để cô cảm nhận nó, ghi nhớ nó và nhốt nó lại trong ký ức của mình. Những bước chân chậm rãi từ nhà gửi xe đến sân bay quốc tế bỗng chốc nhanh lên, nhịp nhàng, giống như cô đang sắp chạm được một vật gì đó mà chỉ cần cố thêm chút nữa. Nó giống như sự đợi chờ đang đến gần cái đích của kết quả. Dù như thế nào đi nữa thì vẫn sẽ làm lòng cô ấm áp. Chuyến bay SQ186. 18 giờ 51 phút, cùng với dòng người hối hả, áo kẻ caro tơi tả sau một tuần, một đêm và 10 giờ bay, không ngủ bước xuống tân ga Tân Sơn Nhất. Khi mọi người đang mải lấy hành lý, áo caro lèn vào WC để tân trang lại bộ dạng hơi nhàu của cái tuổi gần 30. Liệu em có thích mình không nhỉ? Hay sẽ lại thất vọng rồi một lần nữa không đi tới đâu? Hít một hơi thật sâu, cố gắng thật cao đầu, áo caro tiến thẳng ra cửa. Trong cái đám đông ồn ào, nhộn nhạo kia, người thương của Caro đang chờ đợi. 19 giờ 10 phút, nóng, mệt, hồi hộp. Áo Caro bắt đầu cũng thấy sốt ruột. Hay là em đến mà không thấy nên rồi lại về. Hay ba em đổi ý không chở đi. Hay trên đường em bị kẹt xe, vân vân và vân vân. 19 giờ 25 phút, áo Caro đổi chiến thuật, không đứng một chỗ nữa mà đi tìm em kìa. Úi, nhìn quen quen, vẫy mình á. Áo đen, tóc dài xoăn, mắt đen to tròn. Vì mình không nhìn thấy rõ lens màu nâu của em. Em nhìn trẻ và nhỏ hơn so với mình suy nghĩ, mà không có nhiều thời gian để mà suy nghĩ nữa. Hít thêm một hơi thật sâu, áo caro đưa tay lên vẫy. Là anh, quả thật là anh, người cần được gặp của buổi tối ngày hôm nay. Anh nhanh chóng đến gần cô khoảng 1 mét thì chậm chậm lại, bước từng bước tiến tới, mặt đối mặt, nhìn thẳng vào mắt cô. Chào anh. Chào em. Thu hết can đảm, áo caro giang tay ra phía em, căng thẳng vô cùng. Ánh mắt sâu và hai tay khẽ dang ra nhẹ nhàng, như đang cố gắng mở ra một cánh cửa của nồng nàn yêu thương. Và cô bước đến, ùa vào lòng anh như tự nhiên đã làm việc đó nhiều lần lắm rồi. Áp mặt vào bờ vai anh và hít nhẹ. Cảm giác bình yên hơn như trong tưởng tượng của cô. Mùi Dior Fahrenheit nhẹ nhàng hòa quyện với cái ôm thật chặt, tạo nên một cảnh tượng thú vị hơn bao giờ hết. Em nói rồi mà, em sẽ thích mùi nước hoa của anh đó. Em nói rồi, anh sẽ thích em, nhưng không ngờ được nhiều đến như thế này. Rồi anh nhẹ nhàng nắm tay cô, kéo nhẹ và dẫn cô đi trên một con đường rộng của lối ra. Có thể con đường ấy là sự mở đầu cho những câu chuyện thú vị tiếp theo. Cũng có thể đây cũng chỉ là một cuộc hội ngộ nối tiếp trong cuộc sống của cả anh và cô. Ai mà biết được, đã yêu là sẽ không bao giờ phải hối tiếc. Cô gái lại nhếch miệng hát theo một bài hát ngẫu nhiên, tay trong tay với một chàng trai. Cả hai đều đang đi trong một buổi tối lộng gió, tràn ngập tiếng cười và ánh đèn lung linh khắp phố. Xin chào tất cả các bạn, mình là Quỳnh Nga, phóng viên công ty Ngay và Luôn Entertainment. Đây là trợ lý trường quay của mình, Mèo James. Hôm nay các bạn đến với talk show ngày hôm nay và chúng ta có một vị khách mời rất là đặc biệt. Anh vừa mới nhận được thiệp cưới của cặp đôi Hoàn Hảo Thanh Huyền. Và khách mời của chương trình của chúng ta hôm nay là anh James. Hôm nay đến với chương trình ngày hôm nay thì không biết anh có cảm nghĩ gì về khi anh nhận được thiệp cưới của cặp đôi Hoàn Hảo này ạ? Tôi rất là mừng vì cuối cùng các bạn cũng chuẩn bị đến cái ngày mà các bạn mong chờ nhất. Thanh Huyền thì là cặp đôi cái cặp mà thân với tôi nhất và tôi thân với cả hai người đã 3 năm nay và tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của các bạn, một cái tình yêu rất là đẹp và một cái cặp đôi rất là hoàn hảo. Và anh Thành là một trong những người mà tôi đặt cho mệnh danh là người đàn ông chuyên phá giá thị trường. Anh luôn làm tất cả những cái điều mà để tất cả chị em khác họ đều phải mong muốn. Thành ra là tôi nghĩ rằng cái đám cưới này của anh Thành rất nhiều anh em khác họ rất là mừng, bởi vì bớt đi một người đàn ông cao đẳng độc thân, họ sẽ cảm thấy an toàn hơn rất là nhiều. Có thể là may mắn nên mình có thể theo sát cái mối tình yêu này từ khi nó bắt đầu cho đến khi hôm nay, đến ngày vui ngày hôm nay.
Nếu mà nói về tình yêu này thì chỉ dùng một tính từ thôi, đó là một tình yêu rất là đẹp. Đẹp bởi vì sao? Tại vì khi yêu á, người ta sợ nhất là hai điều. Đầu tiên đó là khoảng cách về địa lý, cái thứ hai đó là về khoảng cách về tuổi tác. Thì cái mối tình này nó dính cả hai, nhưng mà rất là hay là cả hai trong khi mà yêu á, thì đã trải qua hai vấn đề này rất là dễ dàng, rất là smoothly. Bi không bao giờ tin cái chuyện mà tình yêu mà khoảng cách lắm. Tại trước giờ Bi mà quen ai á mà từ ở đầu Hà Nội thôi, chứ cần về Hà Nội ở luôn á là Bi dẹp, quen khác. Cho nên á là thực sự khi mà Bi nghe rõ chuyện tình từ Úc về Việt Nam mà từ Hà Nội về Sài Gòn á thì nói thiệt á là ganh tị một phần nhưng mà hâm mộ nhiều hơn. Cho nên á là thực sự rất là cảm động khi nghe được chuyện tình của hai người này, và cũng rút ra được rằng tình yêu không có nói về khoảng cách, miễn sao yêu nhau thì dù xa cách mấy thì hai trái tim vẫn ở bên cạnh nhau thôi. Có một điều là Bi vẫn thắc mắc là ủa tại sao yêu nhau mà sao lúc nào cũng cãi nhau từ sáng đến tối mà chưa bao giờ gặp mà hai người yêu thương mình trọn vẹn được hết 2 tiếng đồng hồ luôn, có thể cãi nhau suốt thôi. Nhưng mà mới tâm sự thì mới được nghe là có cãi nhau thì mới có hiểu nhau, rồi có hiểu nhau thì hôm nay mới đám cưới nè. Happy forever ending. Tôi chúc cặp đôi bạn thân của tôi có một đám cưới thật là vui và một cuộc sống 100 năm hạnh phúc, và sau đám cưới này các bạn tiếp tục với các công việc và các dự án của mình rất là thành công. Và nhất là lời chúc lớn nhất là có thể là năm sau Huyền sẽ sớm báo tin là có một version bé nhỏ của Huyền Hoàng Anh Thành ra đời để cho mọi người vui hơn. Thì đã quen nhau rất là lâu rồi, trải qua rất là nhiều việc rồi, nên là chắc là cũng phải đi đến một cái kết nào đó. Thì mình sẽ quyết định là sẽ em mời cô ý sống cùng với mình, cũng nhưng chả biết là phải cầu hôn như nào, thì thôi đành cứ em lấy anh như vậy. Who can say where...